Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Trong cuộc bình chọn này thì Vương Nhất Bác đứng đầu danh sách được đánh giá là có tạo hình giống với Tạ Duẫn trong nguyên tác. Tạ Duẫn do Vương Nhất Bác thủ vai trong Hữu Phỉ được các fan bình chọn trên Weibo là nhân vật được tái hiện nguyên tác chuẩn nhất. Vương Nhất Bác đã tạo ra một Tạ Duẫn hài hước, dễ thương, tinh nghịch nhưng cũng rất kiệm lời và sâu sắc. Tạo hình của Vương Nhất Bác cũng trẻ trung, bắt mắt và đầy nam tính. La Vân Hy với vai Thượng Quan Thấu trong Nguyệt Thượng Trọng Hỏa xếp thứ 2 trong danh sách. Theo nguyên tắc thì Thượng Quan Thấu là đệ nhất Mỹ Nam với vẻ đẹp vô song, tài sắc vẹn toàn, kiêu ngạo, độc đoán và luôn làm theo ý mình. La Vân Hy có vẻ ngoài quyến rũ, mảnh mai đúng theo tiểu thuyết mô tả. Anh cũng tái hiện thành công sự kiêu ngạo và cuốn hút của nhân vật này. Trong Mộ Bạch Thủ, một mình Nhậm Gia Luân phải đóng hai vai đó là Lâm Kính và Na Lam Nhạc. Trước mặt nữ chính Dung Họa, Lâm Kính luôn bày ra vẻ vô hại với nụ cười thật thà, là một trong những người tốt bụng rộng rãi. Nhưng thân phận thực sự của Lâm Kính là thiếu chủ Na Lam Nhạc, một kẻ độc đoán lạnh lùng luôn bày mưu tính kế khiến người khác không thể nắm bắt được. Nhậm Gia Luân được khen vì đã diễn tốt cả hai vai trong phim, tạo hình của anh cũng bắt mắt và điển trai. Cổ Thiên Lạc được fan bình chọn là Dương Quá chuẩn nhất của màn ảnh. Trong tiểu thuyết thì Dương Quá được miêu tả là một người có đôi mắt biết nói, khuôn mặt đẹp trai nhưng kiêu ngạo, thông minh và giàu tình cảm. Cổ Thiên Lạc toát lên khí chất khiến khán giả cảm thấy rất giống với Dương Quá, đặc biệt là vẻ thông minh, kiêu ngạo và đẹp trai. Bản Anh Hùng Xạ Điêu có Hồ Ca đóng chính cũng là một trong những bản phim Kim Dung kinh điển. Hồ Ca đã diễn giải rất tốt, quách tĩnh, tốt bụng, hào hiệp, ngay thẳng và giản dị. Trước đó đã có nhiều diễn viên khác cũng đóng quách tĩnh như là Trương Chí Lâm hay Lý Á Bằng, nhưng phiên bản của Hồ Ca vẫn được mọi người yêu thích nhất. Tân Biên Thành Lãng Tử là bộ phim giúp Chu Nhất Long được đông đảo khán giả biết tới. Nhân vật Phó Hồng Tuyết trong phim có lẽ là người có số phận bi thảm nhất trong các anh hùng phim võ thuật và Chu Nhất Long đã tái hiện rất phù hợp vai diễn này. Trong truyện thì Phó Hồng Tuyết cả đời mang mối hận không thuộc về mình, sinh ra đã nung nấu ý chí trả thù, để rồi biết đến tình yêu là gì mà vẫn không có được hạnh phúc. Chu Nhất Long không chỉ đẹp trai mà còn diễn xuất tốt, đã bộc lộ hoàn chỉnh những sự thay đổi trong nội tâm của nhân vật này trong phim. Chúng mình là Top Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!